Chiều nay, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác trung ương đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tại khu di tích đặc biệt thành cổ Quảng Trị, khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã kính cẩn dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tri công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son vàng sáng ngời, chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử mùa hè đỏ lửa năm 1972 của quân và dân ta góp phần quan trọng và thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương cũng đã đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ của cả nước đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mặt trận đường 9. Chiến trường Quảng Trị và ở đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn trong không khí trang nghiêm thành kính và với lòng biết ơn vô hạn tổng bí thư chủ tịch nước và đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm và thành kính dân hòa dân hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trên mọi miền tổ quốc việt nam thân yêu đã hiến chọn tuổi thanh xuân màu xương vì độc lập tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân hiện đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn Trước đó, thành kính dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại khu lưu niệm ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn là nơi thể hiện tình cảm và tấm lòng hết sức cao quý, sự biết ơn trân trọng của toàn Đảng, toàn dân nói chung, của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị nói riêng đối với một nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc một chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh một người con ưu tú của quê hương quảng trị